Dù Devin Booker đã phải rời sân sớm vì chấn thương, Phoenix Suns với màn trình diễn công thủ toàn diện đã đánh bại Golden State Warriors trong ngày mà Stephen Curry tịt ngòi. Tại NBA, thi thoảng các ngôi sao vẫn có những trận đấu tịt ngòi một cách khó hiểu. Đối với người hâm mộ Golden State Warriors, tiếc rằng sự im tiếng này lại xảy ra đúng vào cầu thủ quan trọng nhất và ở trận đấu được mong đợi nhất. Stephen Curry đã có ngày thi đấu dưới sức, chỉ ghi 12 điểm với 4 trên 12 field goal và ném 3 trên 14 quả 3 điểm thành công. Theo thống kê, đây là trận đấu ném rổ tệ nhất trong sự nghiệp của Stephen Curry nếu chỉ tính các trận đấu anh dứt điểm ít nhất 20 lần. Lúc khác, Curry vẫn biết cách tạo ảnh hưởng tích cực lên toàn đội bằng cách thu hút hàng phòng thủ đối phương, kiến tạo và khuấy đảo. Tiếc rằng, điều này cũng không xuất hiện khi Stephen Curry chỉ có 2 assist, 1 steal, 1 block và 2 turnover. Đây là kết quả của chiến thuật phòng thủ ấn tượng mà Phoenix Suns đã mang lại, minh chứng cho thấy vì sao họ là đội bóng sở hữu hàng thủ đứng thứ 3 toàn NBA kể từ đầu mùa. Một điều quan trọng cần phải ghi chú là Devin Booker, tay ghi điểm số 1 của Phoenix Suns, đã phải rời sân sớm vì chấn thương gân kheo, khiến chiến thắng này mang ý nghĩa nhiều hơn cho thầy trò huấn luyện viên Monty Williams. Kiểm tỏa được Stephen Curry vốn đã là nhiệm vụ khó, Phoenix Suns hôm nay thậm chí còn khóa chặt được ông vua ghi điểm NBA mùa giải 2020-2021. Có rất nhiều cầu thủ được thay phiên theo kèm Stephen Curry, nhưng người dành nhiều thời gian nhất trên sân để bám đuổi Curry là Mikal Bridges, người có đủ sự nhanh nhẹn, khéo léo và khôn ngoan. Khi bị theo quá rát, Warrior buộc phải đưa bóng ra khỏi tay của Stephen Curry để những cầu thủ còn lại dứt điểm. Kế hoạch này đã phát huy tác dụng với Warrior ở hiệp 1 khi Jordan Poole hóa rồng bằng 6 trên 7 field goal, bao gồm 4 trên 5 quả 3 điểm thành công. Nhưng tỷ lệ dứt điểm này dần được săn bằng với mốc trung bình, hàng công của Warrior bị hụt hơi và không thể bắt kịp được Phoenix. Vì Booker rời sân, Chris Paul và các đồng đội cũng gặp khó khăn khi thất bại trong việc bứt ra khỏi sự bám đuổi của đối thủ. Nhờ đó mà người hâm mộ được chứng kiến thế trận giằng co và cả hai bước vào hiệp 4 với cách biệt chỉ là 2 điểm. Để nói về khả năng clutch và lên tiếng ở thời điểm quan trọng, tại NBA lúc này khó ai qua được Chris Paul. Riêng hiệp đấu cuối cùng, Suns đã có chuỗi điểm 10-0 để ấn định chiến thắng. Toàn bộ đều có dấu tay của Paul với 4 điểm và 3 kiến tạo. Quả 3 điểm của Landry Shamet đã đưa Phoenix Suns lên dẫn trước 10 điểm khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 1 phút, qua đó mang về trận thắng thứ 17 liên tiếp cho đội bóng chủ sân Footprint với tỷ số 104-96. Chris Paul xuất sắc là vậy, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua màn trình diễn của DeAndre Ayton. Trung phong từng bị Phoenix từ chối ra hợp đồng max, hôm nay đã có 24 điểm để dẫn đầu toàn đội, đi kèm với đó là 11 rebound, 2 assist cùng 2 block. Chính sự vượt trội của Ayton trong khu vực 3 giây đã làm Warrior bối rối và không thể phòng ngự một cách hiệu quả. Chris Paul khép lại trận đấu với 15 điểm, 11 assist, 6 rebound và có thêm 5 steal. Bên phía Warrior, Jordan Poole dẫn đầu với 28 điểm, 3 assist và 2 steal. Ngay sau anh là Otto Porter Jr., Stephen Curry và Andrew Wiggins. Cả trận, thầy trò huấn luyện viên Steve Kerr dính 22 turnover, có tỷ lệ ném 3 điểm là 35%. Trong đó ở hiệp 4, Warrior dính đến 6 turnover và chỉ có 1 trên 8 quả 3 điểm thành công. Chắc chắn Golden State Warriors rất muốn phục thù thất bại này và họ cũng như người hâm mộ sẽ không phải đợi lâu. Vào sáng thứ 7 tuần này, Warrior sẽ tiếp đón Phoenix Suns trên sân nhà Chase Center.